Rồi, hay lắm, hay lắm. Cứ khích đi, khích đi, khích đi. Rồi, mình tập trung lên đầu nhá. Rồi, hay lắm, hay lắm. Cứ khích đi, khích đi, khích đi. Cứ khích đi. Em ơi. Đấy này, tới này. Chạy được, chạy được. Tuấn giúp cáng máy zone đánh nhỉ. Em hát thật đấy, anh phải nói em ơi đây này rồi. Anh nhảy lên đây, 5 giây anh có chưa ba đấy. Rồi. Này quá. Thằng cầu con Liêm này 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 này. Quá ác này. Quá ác các bạn nhé. Đánh cái này còn có ác quá không các bạn ấy. Đâu rồi? Các bạn ơi, có ác không ạ? Tại sao anh lại nói anh ghê bao những cái phá như vậy nhờ? Đáng lý ra là anh phải cân được cả 3 thằng cái phá đấy á. Có ghê chưa? Hai lái cái gì không phải hai lái, đối với mơ sướng không có chuyện hai lái. Chỉ có chuyện là các bạn khán giả có thấy đẹp không ạ? Các bạn thấy có đẹp mắt không ạ? Oppa la ta ta. Ác thật đấy. Đánh ác thật đấy.
khiếp ạ. Nếu mà tất cả các bạn thấy một trận đấu này cực kỳ thuyết phục ấy, thì cho Lao xin một nút lại like nhá. Bởi vì nó hoàn toàn là miễn phí ấy. Bởi vì ví dụ như là các bạn tính cái là sóng, các bạn chỉ cần tính một cái là sóng, nó hoàn toàn miễn phí và không mất các bạn một cái gì cả. Nếu có mất thì mất cho các bạn khoảng 0,0000 một tích tắc để các bạn nhấp cái nút like này thôi. Và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Một like nó khá là đơn giản và miễn phí ấy. Và mình sẽ cống hiến tất cả các bạn những trận đấu hay nhất chỉ có tài kênh Mơ Sương Óc Chó. Cảm ơn các bạn nhiều.